Chúc mừng năm mới, năm Quý Mão 2023. Kính chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, bình an vô sự và mọi người có công ăn chuyện làm ổn định và cũng trong cuộc sống này cũng như vượt qua mọi bệnh tật trong trong cuộc thời hiện tại nha mọi người. Hiện tại thì mọi người cả nhà đang trên xe để đi đến chùa ngày mùng 1 Tết đây. Trên đường đi thì mọi người đang cũng nói chuyện vui vẻ để cầu chúc Tết. Sáng nay thì cũng định đi sớm đây, đi sớm để đi chùa, lên chùa đọc kinh cầu an. Nhưng mà dậy cũng phải, cả nhà dậy rồi cũng phải cúng kiến mùng 1 Tết ở trong nhà. Thành ra sáng cũng đi trễ, bây giờ đang trên đường đi thì cũng đã 10 giờ rồi. Đi đến chùa cũng phải 11 giờ, 11 giờ 15. Thì chắc trên chùa cũng đang làm lễ đọc kinh đọc kinh cầu an buổi sáng của ngày mùng 1 Tết thì cả nhà cũng phải lên để lạy Phật ha. Ngoài trời thì hôm nay rất là lạnh, khoảng 20 độ C, mà độ F có nghĩa là không độ, dưới không độ của độ F, độ C rồi đó nha mọi người. Kính mời mọi người cùng đến chùa lễ lạy Phật với cả nhà mình nha. Sắp đến chùa rồi nha mọi người, từ xa xa đã thấy chùa Linh Quang rồi nha. Đây chùa Linh Quang đây mọi người, chùa Linh Quang ở theo Fort Pennsylvania. Vào cổng chùa, trước khi vào cổng chùa mình sẽ thấy tượng Phật Đức Quan Thế Âm ha. Mọi người đang lễ lạy đây, mọi người rất đông ở trong chùa. Hiện tại ở phía trong đang làm lễ cúng mồng một buổi sáng, đang mọi người đang đọc kinh phía trong, mà phía ngoài cũng đã rất đông người, đậu xe rất đông rồi. Thì mọi người đã vào lễ Phật thì cả nhà cũng mới tới thì bây giờ đang tìm chỗ để đậu xe. Có thể là mình không có chỗ để mình đậu xe thì chùa phải kế bên chùa có một cái museum á, người ta cho mình đậu xe bên đó rồi có người chở mình đi ngược lại chùa để mình lễ lạy Phật nha mọi người. Kính mời mọi người vào phía trong chùa để cùng lễ lạy Phật với cả nhà mình đây. Đi mọi người thấy là ngoài bạc kinh lót thì đã, sau khi trong chùa đã làm lễ cho xong thì bây giờ đến chương trình là múa lân và đốt pháo nha. Phía trong chùa đây thì mọi người đang ở phía ngoài là đang có múa lân thì mọi người rất là háo hức để cùng đi ra ngoài coi múa lân nha mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau khi làm lễ chùa Linh Quang, lại Phật bên chùa Linh Quang, thì bây giờ cả nhà đang đi qua bên thiền viện Minh Đăng Quang nha, để lạy Phật bên thiền viện Minh Đăng Quang. Chùa thiền viện thì cũng đã rất đông rồi, mọi người đang ở trong lều để coi nhạc và ăn uống, ăn đồ chay. Và bây giờ nhà mình đang tới thì cũng vào phía trong để lễ lại Phật, cũng như mọi cũng như bên chùa Linh Quang, là bước vào là mình sẽ lạy Phật Đức Quan Thế Âm trước, rồi sau đó mình vô vào cổng chính của chùa nha mọi người. Đây hai anh em đang đi phía trước để vô lễ lại Phật đây.
Minh Đăng Quang. Hôm nay mùng 1 Tết, năm ngày Chủ nhật, muốn thành ra đông lắm. Tết ở trong thiền viện Minh Đăng Quang nha mọi người. Thiền viện Minh Đăng Quang mùng 1 Tết. Sau phần lễ lại Phật là đến phần qua bên kế cái lều để ăn đồ chay và coi nhà thôi. Tại nhà hội mọi người đã ngồi rất đông đây. Tại ngoài trời rất là ấm mà chùa thì không đủ chỗ cho mọi người, nên chùa đã làm một cái lều để cho mọi người vào ăn uống rồi có lửa, có đèn, có cái đèn mà lại mà đốt ở ngoài trời á để cho mọi người ấm. Thì đây cả nhà cũng đang vào ăn ha. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc vui vẻ nha mọi người.